Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu sang một cái cấu trúc điều khiển lặp cuối cùng, đó là cái cấu trúc điều khiển lặp do while, tức là chúng ta đã tìm hiểu về hai cái thể loại điều khiển lặp rồi, đó là for và while, đúng không? Và cái thằng cuối cùng này là cái thằng do while thì nó sẽ gần giống với thằng while. Đấy, thì chúng ta sẽ xem cái cấu trúc tổng quát nó như thế nào. Đầu tiên là do, đó, sau đó đến thân vòng lặp này. Thực hiện xong thì đến thằng while. Đấy, thì cái việc thực hiện nó sẽ được thực hiện ít nhất một lần, đó là nó vào đây nó do này, sau đó nó mới kiểm tra điều kiện. Đấy, nếu như điều kiện được thỏa mãn thì nó lại quay lại nó thực hiện thân vòng lặp. Đó. Nếu như cái điều kiện mà không thỏa mãn thế này thì nó sẽ thực hiện lần đầu tiên xong mà kiểm tra điều kiện không thỏa mãn thì nó sẽ kết thúc. Đấy, ví dụ luôn, giả sử mình gắn y bằng 0, nếu như cái thằng y mà khác 0 đấy thì mình sẽ in ra cái giá trị hello cứ như thế. Nếu như chúng ta sử dụng cái vòng lặp while đấy thì chúng ta sẽ không thể in ra cái giá trị hello này đấy, nhưng mà đến với thằng do while thì nó luôn ít nhất là thực hiện một lần đấy, tức là đầu tiên nó vào đây nó thực hiện trước, sau đó mới kiểm tra điều kiện. Đấy, đây mình sẽ minh họa các bạn này. Đây, đấy, nó in ra một lần này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ gắn y bằng 3 đi. Y khác 0. Cái này cho này là y trừ nhầm. Y trừ trừ đi. Rồi, giờ chạy. Thì các bạn xem nó in ra mấy lần. Đấy, in ra ở đây là 3 lần. Được chưa? Đấy, tức là đầu tiên mình gắn y bằng 3. Đấy, in ra một cái thì lúc này y giảm đi, đấy y còn 2, đấy là in ra lần thứ nhất, sau đó lại nó kiểm tra thỏa mãn, nó lại quay lại in ra giảm y, như vậy y giảm xuống còn 1, được chưa? Nó quay vào đây kiểm tra thỏa mãn, đấy nó vào đây nó thực hiện, sau đó thực hiện xong lần thứ 3 thì cái thằng y này bằng 0 rồi, thì số này nó kiểm tra là y khác 0 biến rồi, đấy cho nên là cái thân của vòng lặp này nó không được thực hiện nữa. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ minh họa cái ví dụ đầu tiên của mình ấy, là bằng 0 này. Đây. Đấy, nếu như là như thế này thì thằng do while luôn thực hiện ít nhất là một lần. Đây, nó in ra một lần. Nhưng mà bây giờ cũng là như thế này nhưng mà mình thực hiện bằng cái vòng lặp while. Được chưa? Cái này bỏ nó đi. Đấy, bây giờ mình sẽ thực hiện bằng vòng lặp while. Đấy, while y mà điều kiện ra là khác 0 thì chúng ta in ra cái giá trị hello. Đấy, thì nếu như thế này ấy, thì cái điều kiện này là không thỏa mãn luôn, cho nên là cái thân vòng lặp này chắc chắn là nó không thực hiện. Đây, không có cái gì được in ra cả. Đấy, thế cho nên là nếu như chúng ta muốn là cái chương trình chúng ta được thực hiện ít nhất một lần thì chúng ta hãy sử dụng do while. Còn nếu như chúng ta muốn chắc chắn rằng cái điều kiện chúng ta nó không xảy ra thì chương trình không được thực hiện thì chúng ta sẽ sử dụng các loại vòng lặp khác. Ok, đấy, cái thằng do while là như thế này. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện, đó là so sánh một chút về những cái kiểu vòng lặp mà chúng ta đã học từ trước đến nay, đó là ba loại vòng lặp for, while và do while. Nếu như chúng ta đã biết trước số lần lặp thường là như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp for. Đấy, còn nếu như chưa biết trước số lần lặp thì chúng ta có thể sử dụng while hoặc do while hoặc cũng có thể sử dụng for. Tuy nhiên là for nó có cái đặc điểm đó là thường người ta sẽ biết trước cái số lần lặp. Đấy, bởi vì đây nó có giá trị khởi tạo, nó có điều kiện lặp và nó có bước nhảy. Nhưng là thường người ta là biết trước cái số lần lặp. Còn đối với cái thằng mà là cái thằng while thì nó chưa biết số lần lặp là bao nhiêu. Đấy, nó chỉ biết là cái điều kiện được thỏa mãn thì nó thực hiện thân vòng lặp thôi. Đó. Còn trong cái nội dung này thì chúng ta đã tìm hiểu về do while. Đấy, thì nó cũng do. Đấy, tức là cái nội dung sẽ được thực hiện ít nhất một lần. While, cái điều kiện được thỏa mãn. Đấy, thì cái này cũng gần giống như cái thằng while. Nó chỉ khác mỗi một điều, đó là cái thân vòng lặp sẽ được thực hiện ít nhất một lần. Còn cái vòng while thì có thể là cái thân vòng lặp sẽ không được thực hiện lần nào nếu như cái điều kiện đầu vào nó là for.
Ok. Đấy. Và như vậy thì với ba cái kiểu vòng lặp này thì chúng ta đã có thể làm những cái bài tập basic rồi. Đấy, và sau cái clip này thì mình sẽ có một cái clip nữa. Đấy, thì mình sẽ sau đó mình cho các bạn một số những cái bài tập để các bạn rèn luyện ôn lại tất cả những cái kiến thức mà từ trước đến nay chúng ta đã tìm hiểu. Ok, bài này đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại.